lâu sau hình ảnh vợ chồng vọc đầu trắng quý hiếm ôm đàn con trên đảo Cát Bà mới đây trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh hai con vọc trưởng thành được cho là vợ chồng ở đảo Cát Bà Hải Phòng trong đó một con ôm đàn con có bộ lông vàng thẫm vào lòng những hình ảnh về gia đình vọc đầu trắng Cát Bà sau khi xuất hiện đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng đa phần các ý kiến đều bày tỏ tự hào về thành quả của công tác bảo tồn loài vọc quý hiếm bậc nhất thế giới theo lãnh đạo vườn quốc gia Cát Bà vọc đầu trắng là loài linh trưởng đặc hữu còn tồn tại duy nhất ở đảo Cát Bà và phân bố khắp các khu vực trên vịnh Lan Hạ hiện đang được bảo tồn nghiêm ngặt do số lượng cá thể còn rất ít nên việc vọc sinh trưởng để tự nhiên là một tín hiệu đáng mừng cho Cát Bà dấu hiệu nhận biết loài vọc Cát Bà là khi trưởng thành ở phần đầu và vai con đực sẽ có lông màu trắng nhạt đôi khi còn nhìn ra màu vàng non còn ở con cái thì lông màu thẫm hơn nhưng cũng rất dễ nhận ra vì nổi bật trên nền bộ lông màu đen tuyền. Loài vọc cắt bà sống tại những nơi có độ cao từ 100 đến 150 mét so với mực nước biển. Trong những rừng dây leo và cây thân gỗ hay những vách đá dựng đứng, một đàn thường có khoảng 10 đến 20 cá thể và do con được đầu đàn chỉ huy.